Bây giờ cho chú vô nhà chơi được không con? Dạ. Cho chú vô nhà chơi được không? Dạ. Được không? Theo như Trang nghĩ thì Andy sẽ không có cho người lạ vào nhà. Nếu như không có người lớn ở đó, không có gia đình ở đó thì Andy cũng về chừng. Cho chú vô nhà chơi được không? Dạ. Được không? Được chứ. Được không? Ủa sao kỳ vậy? Hay là em theo anh ra công viên chơi không? Đi không em? Ra công viên có máu mẻ, đi không? Đi nào. Đi nào. Em ăn dài vô đi. Thật sự là nhận đoán được luôn là Bona sẽ đi theo luôn. Tại vì cái tính vậy rồi. Mà cái đấy là chắc chắn 100% luôn. Vậy? Ủa con, chú tới giao trái cây á con. À, vậy chú không có ba mẹ con ở nhà chú ơi. Không có ba mẹ ở nhà hả? Không. Vậy thôi con nhận với ba mẹ đi. Dạ. Nhưng mà con có tiền không? Dạ không. Nhưng mà ba mẹ con đặt trái cây chưa trả tiền cho chú. Nhưng mà con không có tiền. Nhưng mà con phải lấy. Tại ba mẹ con đặt mà đúng không? Ủa là hồi nãy ba mẹ con có xuống đặt đó hả chú? Ba mẹ con đặt online. Online chú? Đặt ngay tại số nhà này nè thì chú mới biết chú tới đây chứ. Nhưng mà con đâu có tiền nào. Con có tiền hả? Vậy thôi cho chú xin miếng nước đi con. Dạ. Thầy chú. Bây giờ không, cho chú vô nhà chơi được không con? Dạ. Cho chú vô nhà chơi được không? Dạ. Được không? Theo như Trang nghĩ thì Andy sẽ không có cho người lạ vào nhà. Nếu như không có người lớn ở đó, không có gia đình ở đó thì Andy cũng về chừng đó. Chứ không phải là kiểu sổ sàng rồi chạy tới rồi làm quen đồ này nọ. Cho chú vô nhà chơi được không? Dạ. Được không? Được chứ. Được không? Ủa sao kỳ vậy? Mà chú đói bụng quá, chú đi giao hàng hồi sáng giờ. Bây giờ con có gì ăn không cho chú ăn? Con mới ăn xong rồi, con ăn hết. Hết đồ ăn rồi hả? Dạ. Con dắt chú đi tham quan nhà hàng Dòng được không? Cái này phòng nhà khách. Nhà con có gì nè? Đây phòng khách của con, đây phòng ngủ của ba con nè. Đây phòng nhà vệ sinh. Chú khẳng định là con tôi biết đang quay chương trình cho nên con là cái máu nghệ sĩ trong người của Andy mà. Nó nhạy cảm đúng không? Nhạy cảm. Cứ thấy mấy quay phim là Andy sẽ diễn. Cho nên là quý vị ơi, con tôi khôn lớn thông minh lắm. Thôi bây giờ chú lấy cái vòng đi. Giờ con tháo cái vòng tay con ra đi. Cầm cho chú đi. Chú ơi tháo ra không được rồi. Ôi vậy hả? Này dán dính rồi. Vậy thôi chú lên chú báo công an nha. Đi với chú lên công an. Thôi kêu ba mẹ con lên á. Vậy là con chờ ba mẹ về đúng không? Rồi vậy cảm ơn con. Vậy chú đi. Chú lên chú báo công an một mình. Là ai chứ? Ba mẹ về chưa con? Chưa hả? Sao đây ta? Bây giờ con phải lấy cái túi trái cây này. Nhưng mà con đâu có tiền đâu. Con ở nhà ba mẹ không để tiền lại cho con hả? Dạ có đâu, ba mẹ lấy hết tiền rồi. Con đi lục tủ thôi coi, ba mẹ để tiền trong tủ á, trong két sắt á. Dạ, ở đây không có két sắt. Vậy hả? Sao đây ta? Thôi bây giờ con cầm cái túi trái cây đi. Con cầm cái túi trái cây rồi. Rồi bây giờ chú vô chú xiết đồ. Chú coi cái nào quý giá chú lấy nha. Con gấu. Con gấu của con nè. Bây giờ chú xiết đồ nha. Ok không? Ok. Ok luôn hả con? Nhưng mà không được lấy bức hình. À, lấy gì cũng được, không được lấy bức hình. Vậy thôi chú lấy bức hình luôn. Hai.
Được cái lấy bức hình là được rồi. Rồi ok, vậy thôi chú xét như đây đủ rồi, chú đi tiếp. Chuyên gia tới đây. Một điều rất đáng yêu, mọi người có nhận ra ở Andy không ạ? À? Chú thích lấy gì chú lấy, nhưng không được lấy bức hình kia nha. Ô, tài sản quý giá nhất của một đứa trẻ chúng ta vừa nhận ra là gì rồi, phải không ạ? Chúng ta thường hứa hẹn là sẽ để lại gia tài gì đó cho con. Chúng ta đi làm nhiều để chúng ta để lại tiền của cho con. Nhưng mà đứa trẻ vừa cho chúng ta một bài học là tài sản quý giá nhất là bức hình chụp gia đình đang đồng ấm hạnh phúc bên nhau. Đây nè, bạn ốc sen này, muốn ăn nhìn thấy bạn ốc sen này. Bạn ốc sen màu hồng này, đúng không? Màu hồng á. Anh lấy cho nhá. Rồi, Bona ơi, Bona, con ngồi đây để ba ra và lấy điện thoại nhá. Đây này, anh lấy điện thoại cho đây. Kẹo. Kẹo em ăn luôn. Kẹo em ăn luôn. Yeah. Không có kẹo này ăn với em cho chung nha. Wow. Em thích cái này, em lấy đi. Em thích lấy kèo màu nào em lấy đi nha. Yeah. Lấy kèo nào nè. Lấy gì đúng luôn à. Lấy cái này đúng không? Đợi anh xíu anh lấy ra. Ủa mà ba mẹ em đâu rồi? Em không biết hả? Em đi chơi với anh không? Ở đây có gì được chơi hết nè. Em chơi không? Ở đây có gì được chơi hết nè. Bona ơi, Bona, con ngồi đây để ba ra và lấy điện thoại nhá. Hay là em theo anh ra công viên chơi không? Đi không em? Ra công viên có bố mẹ, đi không? Ra công viên có bố mẹ, đi không? Đi nha. Đi gì nè? Đi nào. Đi nè. Em ăn dài vô đi. Thật sự là Nhung đoán được luôn là Bona sẽ đi theo luôn. Tại vì cái tính vậy rồi. Mà cái đấy là chắc chắn 100% luôn đấy. Thế... đúng không? Tại vì là không phải đây là lần đầu tiên mà là rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng vậy luôn. Không có bỏ sót được một cái lần gọi là đi theo ba mẹ. Mà chỉ đi theo những cái người mà Bona cảm thấy thích hơn nhất là trẻ con lớn, bằng tuổi hoặc là lớn hơn là mê lắm.